Thank you.
hồng lưỡi ơi là ma thế xuyên bình xuyên đội tám thế xuyên ra lâm hà nội 100.000 đồng nguyễn đình đức những lời vua trước ra lâm hà nội 50.000 đồng quá nghe lời người đẹp Hải Minh Hoàng thủa trước chuyện cũ đã ghi nên sổ sách, sao Vương huynh không lấy đó mà làm gương? Nay vì nghe tố mai đã làm hại cho Triệu Vương, mai sau để muôn đời tiếng tăm cho thiên hạ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạch lưu tân vấn đi chơi bời, hoa cầm trương trà đi đua đỡ, hoa bần đào thuốc đỡ cô trương, hoa thủy tiên dẫn hương miền trời. Bye.